Hello, xin chào bạn. Video này mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm đó là cái đèn bắt muỗi hình Pikachu, dùng hơn một năm vẫn rất là tốt. Cái video cũ mình làm từ rất là lâu rồi và sản phẩm này mình cũng đã mua được một năm rồi. Ở đây có cả cái đèn này, khi bật lên thì nó sẽ sáng và khá là mát. Đấy, bắt muỗi thì khi muỗi chui vào đây thì nó sẽ bị giật và chết thôi. Giá của nó thì khoảng gần 100.000, tính về độ bắt muỗi tốt ấy thì mình khuyên các bạn nên mua hai sản phẩm này. Đó, đây là sản phẩm của Xiaomi, đèn bắt muỗi Xiaomi rất là nhỏ gọn. Và cái đèn bắt muỗi này mua ở ngoài thì cái này phải cần cái miếng gương bắt muỗi. Đây, miếng gương đây. Đó. Và những cái sản phẩm này thì mình sẽ giới thiệu ở video sau. Ok, bạn nào muốn mua sản phẩm này thì mình sẽ để link mua ở dưới video này. Sản phẩm này thì dùng điện thôi nên rất là tiện, nhưng hiệu quả sẽ không bằng hai cái sản phẩm này. Ok, bây giờ là video review chi tiết sản phẩm này. Thì cái video này mình làm cũng lâu lắm rồi nên không được hay lắm, các bạn xem nhé. Chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc đèn bắt muỗi Pikachu đang bán trên thị trường giá 100.000. Cấu tạo của đèn bắt muỗi gồm một đèn chuyên dụng, một lưới điện, một quạt gió hút muỗi, các con vật khác. Thân đèn bao ngoài với hình thù ngộ nghĩnh. Tấm chắn nhựa cao cấp đằng trước, giúp bảo vệ người dùng và trẻ nhỏ. Tác dụng chính là bắt muỗi và làm muỗi chết, và có thể làm đèn ngủ từ chiếc đèn LED. Làm quạt nhỏ mát ở phía sau đèn, có thể tận dụng luồng gió mát từ chiếc quạt hút này, sử dụng vào buổi tối nên có thể làm đèn ngủ tạo ánh sáng vừa phải cho giấc ngủ sâu. Khi đèn được bật bằng công tắc bật ở phía hông đèn, ánh sáng từ đèn LED sẽ tỏa ra và thu hút những con vật nhỏ như muỗi đến gần. Ngoài ra, chiếc đèn là loại UV nên sẽ tạo ra khí giống hơi người và thu hút loài muỗi tới gần. Khi muỗi tới gần, chiếc đèn sẽ bị quạt hút ngay vào trong đèn và muỗi bị dính vào lưới phát điện và sẽ bị chết. Với nguồn điện sử dụng rất nhỏ đủ để muỗi chết, cụ thể là công suất 4W, nên việc sử dụng máy bắt muỗi này sẽ không hề tốn điện và rất tiết kiệm. Với công dụng thấp nên không phát nhiệt và giúp cho đèn bền bỉ. Với thời gian và an toàn cho bạn, ánh sáng điện không bị chập chờn nhấp nháy mà chỉ tạo ra ánh sáng vừa phải thu hút muỗi và đủ để ngủ. Kích thước 27x18cm. Bạn nên tắt tất cả các bóng trong nhà, chỉ để đèn bắt muỗi để thu hút loài muỗi và các loại côn trùng khác. Đặt đèn tránh những chỗ có gió của quạt chả hạn, vì khi có gió thì mùi mà đèn tạo ra giống mùi con người cũng sẽ làm giảm mùi hơi người đó. Vậy là mình đã giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích, không thể thiếu trong mùa hè này. Bạn có thể tìm mua trên Google. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn cảm thấy video có ích hãy like và chia sẻ với bạn bè, đăng ký kênh YouTube kathem.com để cập nhật các video mới. Hẹn gặp lại trong video tới.